hôm nay là chủ nhật nữa nha. Tôi không phải xong, tôi mở ra để mình chờ đợi. Này là anh là đơn vị nào? Của phường nào? Công an phường đâu được giữ xe. Không, để chú. Anh là phường nào? Hay là anh giả danh? Tôi không cần phải trả lời anh cái công. Anh phải trả lời anh. Anh đây. Chị em đâu để trả lời. Đây, thưa cộng đồng mạng. Đây là một chiến sĩ hôm rồi là ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được hai người giả danh công an đi xe biển số xanh 80. Hôm nay chắc có lẽ đây là một công an giả danh nữa, cho nên không xuất trình được bất cứ một cái giấy gì mà giữ xe người ta. Bây giờ là nói tôi là không có quyền là phải trả lời với tôi. Anh mà đang tin sai sự thật. Tôi đang phát trực tiếp đây anh coi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nha. Công an nè, công an giả danh nè. Không chứng minh được một cái gì nè. Nha, bây giờ lấy xe người ta, chỉ đậu cái xe cản lại không cho đi. Tôi kêu đây. Đây, đi xe biển số trắng luôn. Hôm nay là ngày chủ nhật nữa nha bà con. Hôm nay là chủ nhật nữa nha. Nha, đi xe biển số trắng nha. Bây giờ là đến công an mà công an phường ra bắt xe, nhưng mà thực ra không biết công an phường này là thiệt hay giả nè. Không có một cái gì để chứng minh mà để là công an hết mà dám giữ xe bắt xe người ta. Thì lên cái vùng bên thì gặp. Bây giờ tôi nói chị nè. Mình vi phạm, mình đóng phạt nhà nước. Dạ. Phạt hành chính, không có gì phải sợ. Thì đúng rồi em. Tôi sẽ bỏ tiền ra tôi đóng phạt cho chị. Đó, em chấp nhận mà đóng phạt. Nhưng cái vụ này tôi sẽ kiện tới cùng. Tôi đang kiện ông Bùi Xuân Thắng. Bây giờ anh có clip rồi. Tôi nói bây giờ tôi không cần biết. Tôi mời chị với con bé về. Anh lấy cái quyền gì anh mời? Còn bây giờ tôi anh mời người ta đi đâu? Anh mời đi người anh mời người ta đi là đặng ra. Người ta đàn bà con gái anh mời đi để làm gì? Cái đồ này á, đây. Thậm chí đi biển số xanh, biển số 80 luôn nha. Nha, ở Sài Gòn mới phát hiện ra nha. Mới bắt nha, ba thanh niên mới đưa lên nha. Còn cái này đi xe biển số trắng nha. Mà tôi hỏi anh bây giờ một phụ nữ, một bé gái anh mời đi đâu? Tôi mời lên công an phường gần đây. Anh lấy cái gì chứng minh là công an? Hôm nay chủ nhật ai mà làm việc mà lên công an phường? Đây này, bây giờ đang là cự cãi. Hôm nay là chủ nhật ai làm việc? Là biên bản cho tôi nói anh nghe nè. Bây giờ con tôi vi phạm cái gì anh phạt cái đó. Đúng rồi. Con bây giờ tôi hỏi. Bây giờ con tôi vẫn có lái xe anh phạt. Bây giờ tôi nói chị không nói nhiều. Bây giờ lấy cái tư cách gì ra làm công an? Chứng minh anh là công an đi. Là công an bỏ giấy tờ ra. Anh chứng minh anh là công an đi. Tại sao tôi chứng minh được? Nè, Nguyễn Văn Dũng, số hiệu 516899. Nha. Bữa nay là hơn anh rồi, anh gặp tôi là anh hơn anh rồi á. Rồi sao nữa? Ừ. Bây giờ anh không có quyền cản trở tôi nha. Tôi nói anh là cái gì tôi không cho cản trở, tôi đố anh đi, tôi không cho anh đi chứ đừng có nói cản trở. Hả? Tao là ai mày không cần biết. Mày đi chỗ khác chơi, mày không có thẩm quyền. Chú không có nhiệm vụ gì đi ra ngoài. Chứ mày có nhiệm vụ gì? Đi ra ngoài. Mày nhiệm vụ gì? Đi ra ngoài kia được. Tao đố mày á, tao thách mày á. Tao thách mày á. Đi ra ngoài kia hả? Bây giờ người ta vi phạm cái gì mình phạt cái đó. Bây giờ con người ta có mang bằng lái cũng ghi vô bằng lái để phạt là sao? Em nói chị á, mình sai mình đóng phạt nhà nước. Nhưng quan trọng là đúng, làm đúng là chịu. Còn cái thằng ranh con này nó kêu tôi đi ra ngoài kia, mày lấy cái quyền gì mà kêu tôi đi? Con đi anh em tôi đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Người ta đang đi làm. Tụi mày giả danh chứ giờ mày nhiệm vụ gì? Tụi mày không xuất trình được cái gì hết là nhiệm vụ hả? Anh kêu ai vậy anh? Nhưng mà con tao nói hai thằng mày giả danh á. Chạy lại chỗ nhà anh xíu em. Trường hợp này chỗ nhà anh cái trường hợp này chống đối thôi. Chống đối. Chống đối lấy cầm cầm tay đi nè. Lấy cầm cho tao cầm đi. Mày tại sao có là cũng phạt là sao? Đừng có ăn hiếp dân quen. Bây giờ anh cứ nói nè, nó xuất trình giấy tờ ra anh nói là. Bây giờ tôi yêu cầu anh, trước khi anh muốn bắt người ta, anh phải chứng minh mình đủ thẩm quyền. Nha, người ta mới hợp tác với anh. Ở đây người ta hợp tác với anh, giấy tờ có. Anh không hợp tác người ta. Anh cố tình gây khó dễ cho người dân. Nha, chứ không phải là chống đối. Cho anh biết. Các anh đừng có nhõng nhẽo với dân, hôm nay là ngày chủ nhật. Nha. Đi ra kiếm ăn à, liếm láp à. Cái tháng này tháng cao điểm về anh. Tháng gì tôi không cần biết. Anh đi làm á, là một tổ công tác phải ba người đổ lên. Nha. Không biết ở đây nói cho biết nè. Chỉ chú dặn con nè, mai mốt á. Không. Mai mốt á con đi á, chỉ có cảnh sát giao thông bằng áo vàng và đeo cái thẻ bự này. Mới dừng xe, còn ngoài ra không có thằng nào dừng xe hết, để cho chú. Bây giờ nó mượn xe em nó thì giấy tờ nó bây giờ nó mượn hay nó làm gì không biết. Nó sai là mình đóng phạt. Dạ thì đó em chấp nhận là vậy. Vi phạm hành chính là đóng phạt. Theo. Mà một hai nó cứ ghi là dân nhỏ thì vậy. Thằng Hòa mới đi. À bữa đây ở đây hình như bây giờ thằng Nhất về làm trưởng ở đây tôi nghe vậy đó. Nhất hình như là mình bên Phú Đức. À Phú Đức ở đây Phú Thạnh. Mấy ông anh dạ bên Phú Đức anh Nhất là bên. Trời ơi. Nhất nó trong xóm người chứ đâu. Dạ. À. Anh cứ anh điện cho anh Nhất anh hỏi. Xem. Ủa mắc gì nó điện? Hả? À? Công an phường có được. Tôi không cần biết. Đây nó không biết gì đây. Anh là người thiếu hiểu biết tôi không chấp anh. À thiếu hiểu biết à đúng rồi tôi thiếu hiểu biết không chấp đúng rồi. Anh hiểu biết được tới đâu? Tôi lập. Anh hiểu biết tới đâu bây giờ anh đúng chứng minh cho anh là đủ thẩm quyền đi tôi người ta hợp tác. Tự thủ tục. Tôi không có gì mà sai hết.
trình tự thủ tục của anh là cái gì? Cái mồm anh á hả? Hả? Chứ anh không có giấy tờ gì hết, đi làm bằng cái mồm à? Hả? Kế hoạch chuyên đề tôi không phải xuất trình với anh. Anh không phải là người... Bây giờ tôi nè, tôi là... Tôi không cần kế hoạch chuyên đề đếp gì hết á. Nè, làm cái gì mà công an phường có kế hoạch chuyên đề? Hả? Công an phường là vì có kế hoạch chuyên đề gì? Kế hoạch gì? Chuyên đề gì? Tôi mời anh chị đi về phường. Tôi cho anh... Luật là kia mà vi phạm đâu xử lý đó nha. Nè, nè. Còn bây giờ nè, nói tôi không biết cái gì vậy. Thông tư 67 là để làm gì? Thông tư 67 là cái gì? Hả? Thông tư 67 là cảnh sát phải là kế hoạch chuyên đề là phải công khai minh bạch cho người dân. Nha. Tôi không phải công khai gì bên hết đó. Đó, mẹ một con bò nữa. Đấy, xuất hiện rồi, này anh này là điểu rồi, chứ không phải công an rồi, không biết một cái gì hết. Đây, thấy chưa? Người ta cũng đứng lên ta nói nè, thông tư 67 nè. Của Bộ Công an nè. Còn thông tư 01 á là cảnh sát giao thông được phép dừng tất cả các loại xe chứ không phải công an phường nha. Anh chạy về quyền có quyền thì cứ bắt đi. Bắt xe mà nó phạt không đúng thì tôi đang cự cãi trên đây nè, để cái nào mình sai thì mình chịu. Đừng có đang hiếp dân quen ngay vô đường Phú Thịnh nha. Công an phường Phú Thịnh nè, công an phường, thấy không anh em, bà con mình không lên tiếng. Bây giờ tới bọn công an phường hôm rồi thì trong Thanh An á giữ xe Innova người ta, tôi vô xong một cái lại đi lại để trả xe. Thằng cái chủ xe nó cũng ngu, nó lén nó qua mặt tôi đi nhận cái xe, nó nhờ tôi xong rồi nó lén nó đi nhận cái xe ha. Rồi bây giờ tới công an phường bà con không lên tiếng, mai mốt rồi tới dân quân tự vệ nó cũng bắt xe các người đó. Tôi nói với chị đó, quyền thì chỉ có, tôi nói tất cả mình đi ra đường chỉ có áo vàng mới được bắt hình, nhưng phải đem cái biển tên vuông to này, biển tên nó là phải tầm này chứ còn cái biển này là không có được. Con em sai gì em phạt cái đó, nhưng mà cái nào có thì phạt. Này nó nói là tôi không biết cái gì, tôi không hiểu biết. Tôi coi thử coi nó hiểu biết tới đâu nè. Bây giờ không cần, bây giờ ai cũng vậy mình vi phạm thì phạt cũng được, không cần. Muốn là phải hợp với công an được không? Bây giờ có giấy tờ thì phạt thì không phạt. Quá rành đi, ông đừng quá rành ngay đây. Phú đâu thì phú. Xuống xe đi, em nói cho anh nghe này. Có nghĩa là đây là anh này là bảo vệ khu phố ở cái phường này luôn. Tôi rành ông này quá, ông này bắn sát tôi luôn. Cứ để cho anh nói đi chị. Không quan trọng. Để tôi nói cho chị nghe này. Không quan trọng, cứ để cho giải thích đi. Khi mà con chị điều khiển xe này là ở trên đường Trần Hưng Đạo, ngay chỗ vùng bình vòng xoay, trên chỗ vùng bình. Khi tôi dừng xe tôi kiểm tra là phát hiện xe không có gương chiếu hậu bên trái. Tôi dừng xe sau đó tôi yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì bé nhà chị là Hà My này không có xuất trình được một cái loại giấy tờ gì. Điện cho bố của là kêu ba con bị bắt xe rồi, điện cho anh hai gì hưng gì đó tôi không biết. Sau đó có hai người nữa đi cái xe SH tới và cũng nói là xin là mang giấy tờ lên đóng phạt. Thì tôi nói là hôm nay là xe tôi giữ xe 7 ngày, thẩm quyền quy định tụi tôi được phép giữ. Ui xe ôi, ghê chưa bà cửa. Không có cãi, chú cứ nói đi. Chú đang phát trực tiếp đây nè, để cho người dân nghe là người ta cười lên đầu nè. Chứng nhận đăng ký xe hoặc không có giấy phép lái xe. Công an phường được phép giữ xe 7 ngày nha bà con. Ôi giời ơi, kinh quá Việt Nam. Ôi. Giữ xe trong vòng 24 tiếng. Ôi giời ơi, mới nói giữ 7 ngày, bây giờ giữ 24 tiếng. Một giờ cũng không được. Anh mới nói 7 ngày thì có đăng ký hết rồi đó. Tôi đưa anh lên phường. Đây, không có ông nào tôi đang phát trực tiếp đây. Cái người đừng có chạy đi hết. Sẽ tống đặt cái quyết định tạm giữ xe của anh chị trong 7 ngày. Và đây là cái trường hợp này là khi mà con chị không xuất trình được cái gì tôi đã lập biên bản đầy đủ. Và con chị cũng ký xác nhận vào đó. Tao cái biên bản ở đây, tôi xem cái biên bản anh cỡ nào. Nói trực tiếp phải nói rõ ràng. Đúng mà. Không cần, bây giờ mình nói không có giờ, giấy tờ không quan trọng chị. Bây giờ mình nói bằng giấy tờ. Tôi ở đây tôi sửa xe tôi nghe tôi bức xúc quá. Biên bản tôi đã lập, con chị đã ký. Rồi anh cho tôi mượn tôi coi biên bản. Bây giờ nè, bây giờ đồng thần hướng đạo anh cũng có quyền qua tới rồi trường thần thần đạo bắt luôn đúng không? Bây giờ là cái nhiệm vụ của anh là bắt tất cả. Đây anh cho tôi. Bé. Đang làm phường nào? Đang phường thần đạo là phường của anh hả? Đường Trần Hưng Đạo bên mé phường Phú Thịnh của tôi. Ngay chỗ mình mà ngay chỗ nào? Ngay chỗ mắt kính chỗ ông Quốc Việt ảnh màu đó, tôi bắt ngay đó. Bây giờ tôi thấy không? Đường công an phường này ra tới đường quốc lộ bắt xe luôn. Ôi trời ơi. Anh bên hình sự sao mà anh có quyền anh. Đây này, đường đạo tôi có ghi biên bản đó. Sao chạy. Chị mở cái biên bản đi, em xem cái biên bản coi cái biên bản này nó sai nó đúng tới đâu nữa nè. Mà anh hình sự mà anh bắt xe. Đây cái biên bản đây, biên bản đi. Xử lý. Anh mới quyền chặn xe người ta với anh bên hình sự mà. Chú chỉ cười. Cái gì? Anh xin gì? Tôi là ba. Ai cũng không biết hết á. Anh là công an mà anh tôi là
đó. Đại quý cán bộ công an phường Phú Thịnh, chúng tôi gồm chỉ có một người nha. Đây, biên bản có một người nha. Đó, hôm nay là lực chơi một người đi ra làm nữa nè. Ông Nguyễn Văn Dũng nè, cấp bậc nè, đại úy nè, chức vụ cán bộ nè. À, thấy chưa? Công an phường Phú Thịnh. Bắt xe không? Không không anh, để anh cái vụ này anh để tôi. Biên bản công an thị xã Bình Long, công an phường Phú Thịnh số 142. Sao con tôi đi đọc hoài nó không gặp ta? Nó bắt nhiều rồi. Ừ. Bữa nay là nó ngon rồi, mai mốt là nó ngon rồi. Khoan. Người điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có cái gì đây, bảo hiểm tai nạn nhân sự. Ừ, nói chung là nó là bảo hiểm. Rồi, được rồi. Ừ. Tôi coi chừng nè, chị cứ để đi, rất là đáng chịu nè. Không không, anh cứ bỏ đi, không có gì hết, không có gì quan trọng, tôi quay hết rồi, cứ lấy đi, rách thì nó chịu. Cái này á là nó đưa cho mình, đúng ra là anh phải đọc cho tôi nghe. Anh phải đọc cho. Nhưng mà cái này là tính tay anh đưa cho tôi. Nhưng mà người vi phạm tôi chứng minh với người vi phạm đâu, chứng minh gì với anh có liên quan gì đấy? Ủy quyền cho tôi được không? Không ủy quyền. Tại sao ủy quyền? Dân vậy chứ anh đi làm anh có giấy không? Anh có giấy không? Anh có giấy không mà anh bắt người ta có giấy? Giám sát anh. Đâu nó nói là không có, nó nói không có, không có cái thông tư 67 luôn. Hỏi tôi thông tư 67 để làm cái gì? Rồi cứ lấy đi. Tôi nói về này. Bây giờ tôi làm sai cái gì anh về anh biết lên anh. Khỏi cần bây giờ không có xong cho đi đâu, vi phạm đâu xử lý đó. Lấy tiền luôn nè hả? Lấy tiền luôn. Lấy bao nhiêu? 650 ngàn. À, lấy tiền mà không giải quyết nữa nha. 650 ngàn. 600. Rồi. Không biên lai. Là chị đưa tiền trực tiếp hay là dạ, đưa qua đâu? Dạ đưa tiền máy này đưa tiền đâu? Đưa cho ai con đưa cho ai? Đưa cái này, đưa chỗ nào? Ngay trên phường luôn. Ngay trên phường luôn. Bây giờ kêu về phường giải quyết cái gì nữa? Muốn hiếp dâm người ta hay gì? Lấy tiền người ta không giải quyết, bây giờ con người ta con gái kêu lên phường làm gì? Hôm nay chủ nhật, muốn là hiếp dâm người ta hả? Nay là ngày chủ nhật nữa. Tào lao. 650 ngàn. Không phải từ từ. Cái dạng bố láo. Đừng có mà làm ăn mà lấy tiền người ta mà không giấy tờ nè. Rồi bây giờ kêu con người ta con gái mười mấy tuổi kêu lên phường làm gì? Hôm nay chủ nhật không có ai làm việc trên phường hết. Lên làm cái gì? Hả? Ý đồ anh là cái ý đồ gì? Lấy tiền dễ quá rồi bây giờ muốn tìm khác nữa không? Không có xin, không có xin. Người ta đưa tiền là còn xin cái gì? Sai là chịu quá. Người ta xin hay là anh xin người ta? Hả? Thôi được rồi, chị tống đơn, tôi về tôi làm đơn cho chị. Lấy nhỏ 650 ngàn. Không có đưa lại sao? Ông Bùi Xuân Thắng là tôi đang kiện. Dạ, tôi tức quá đi. Tôi đang kiện Bùi Xuân Thắng, kìa này tôi cho Bùi Xuân Thắng đi luôn. Ông Trần Thanh Hòa cũng đi qua Bùi Đăng rồi. Rồi bây giờ anh chị cầm cái biên bản về anh chị kiện đi, tôi gửi đơn lên cho công an phường. Rồi, bây giờ lúc này tôi có ghi này, anh chị không hài lòng chỗ nào anh chị mở biên bản cho tôi chỉ cho. Trong tôi biết đọc. Đỗ Thị Kim Hoa đó là phó công an. Bây giờ tôi nói anh nghe. Trời ơi. Anh làm mẹ. Gì mà? Ý là bây giờ mà này. Anh là hành trong này tôi anh có làm gì tôi mà. Tôi có ghi này. Tôi không quan trọng cái chuyện đó. Điện nhân xuống nhất giải quyết cho mẹ cái chuyện này coi. Anh nhất là anh là rõ ràng nhất. Điện nhân xuống đây đi, anh làm ơn xuống đây chạy. Dạ xuống đây. Xuống đây nói gì mẹ coi. Lấy người ta 650 ngàn. Mà bây giờ còn kêu lên phường giải quyết. Giải quyết cái gì? Trong khi con gái người ta về chủ nhật. Là mập mờ không rõ ràng. Chừng nào người ta vi phạm cái gì giờ kêu một người nào cấp ở phường Phú Thịnh Tuấn ơi. Nếu mà phim hay lắm. Ôi trời sai, ơi. Mẹ cái này nó hay hơn mấy thằng trong Thanh An hơn bữa nhiều. Tôi nói anh nghe nè. Bây giờ tôi nói một lần cuối cùng. Bây giờ con tôi không có cái này, không có. Bức xúc chứ anh. Trời ơi, con gái ba lớn vậy ra hù dọa được. Còn có giấy phép lái xe thì đừng có phải giấy phép lái xe. Không từ từ, bây giờ là 1 2 bây giờ hồi nãy lấy lên xe chụp tôi với chị này cản lại không có là chạy mất rồi. Qua à, đi, nó mượn xe mà bây giờ là tôi yêu cầu đi tôi muốn hợp tác mượn đi chợ thôi. Anh nói là công an tôi yêu cầu anh chứng minh không tình không lấy thì anh chứng minh anh được là người công an tôi sẽ hợp tác với anh. Nhưng mà cái bước đầu người ta đã hợp tác đưa giấy tờ anh đưa biên bản luôn, tôi tưởng chưa đưa tiền, bây giờ đưa tiền luôn. À, mà bây giờ còn bắt người ta lên phường làm gì? Cái địa điểm này là tôi không phải là tôi bắt xe, địa điểm này tôi bắt xe trên vùng biên. Anh bắt đâu tôi không cần biết. Tôi còn biết, nhưng mà anh đã nhận tiền người ta rồi, mà sao anh không giải quyết người ta? Giờ tôi hỏi anh. Anh nhận tiền mà sao anh không ra biên lai? Anh có kêu con anh đưa giấy tờ cho anh không? Tôi nói đơn giản. Tôi nói anh không có cần thiết. Luật quy định là phải mang theo. Mang theo rồi. Rồi, tôi hỏi anh á, nè. Anh lấy anh phạt 650 ngàn là lỗi gì, lỗi gì? Cái nào anh phải vô gì? Không gương hậu phạt bao nhiêu tiền? Chừng nào mà đi sát. Rồi, lỗi gì nữa?
Không mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe 150.000. Rồi. Không mang theo giấy phép lái xe 150.000. Rồi. Không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự 150.000 nữa. Không có trách nhiệm mà 750.000. Rồi. Không có hoặc không mang cũng đều là 150.000. Rồi, là bao nhiêu tiền? Là 600.000 cộng với giữ xe 7 ngày 50.000. Đây là giữ xe 7 ngày đó hả bé? Quy định giữ xe 7 ngày. Có giữ xe không? Trong biên bản tôi có ghi rõ ràng. Tôi chạy về liền. Mà nó à, gì mà 7 xin, ngày. Xin, tôi giữ xe ngày nào hết mà. Xin tôi đóng phạt sớm để cho lấy xe. Xin đó bạn. Thôi. Rồi, 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 khoan, khoan. Quy định anh giữ xe một ngày bao nhiêu? Chiếc xe này anh giữ một ngày bao nhiêu tiền? Tôi không phải trả lời với anh, tôi trả lời với người vi phạm. Anh đang lấy tiền tôi phải anh phải trả lời minh bạch cho tôi. Trả lời cho dân bên chứ. Không phải dân, anh lấy tiền của tôi thì bây giờ anh phải trả lời cho tôi. Giám sát anh phải trả lời cho dân chứ. Chú đừng nói nữa. 7 ngày một ngày hả? Trong cái trò hè chú không hề ghi nói là giữ xe. Xong rồi chú kêu là anh đã mở cửa. Bắt hôm ngày ngày nào con? Bắt hôm ngày nào? Mới hồi nãy mà hôm nay anh tính người ta 7 ngày. Nhưng mà chú linh động tôi giải quyết trước. Anh linh động giải quyết mà sao anh lấy tiền người ta 7 ngày giữ xe? Nhưng mà chú không phải nói với con. Tôi sẽ phải ra quyết định là trong vòng. Rồi quyết định nào? Có nghĩa là trong vòng 24 tiếng tôi sẽ tống đạt quyết định tạm giữ xe của anh. Anh chưa có quyết định, người ta chưa đi đóng phạt mà sao anh lấy tiền? Hả? Anh chưa có quyết định mà sao anh lấy tiền? Lấy tiền mang về phường, coi như là con em á đánh lên lên đó. Anh bây giờ anh đòi ra quyết định, anh không có quyết định mà anh đã lấy tiền người ta rồi làm sao? Đòi lấy tiền tại chỗ. Nhưng mà con em không có mang tiền ở đó, phải chạy về nhà lấy lời chạy. Ông Nguyễn Văn Dũng nha. Chị lấy cái giấy chị ghi biển số của nhân bé chụp hình điện thoại lên luôn. Trong cái này tôi đã nói anh trong biên bản tôi. Cứ lấy giấy hoặc là lấy cái điện thoại chụp hình cái biển tên này lại cho chú đi. Lúc mà anh cầm cái chìa khóa xe anh mang đi cũng chịu ổn thì anh không ký không này chạy. Con lấy cái điện thoại con chụp hình cái bản tên này cho chú. Anh có cái biên bản đấy rồi, anh cứ cầm. Cái chuyện đó chuyện của tôi, anh khỏi phải lo. Anh đưa biên bản tiền chưa? Lấy tiền, nhưng mà lúc mà bị chú không hề nói con. Trả xe sao mà trả hồi nào? Nhưng mà bây giờ chú là chú bậy nè. Bắt cái mình một mình. Chú trả xe mẹ. Hai mẹ con mới chạy về nhà rồi bắt đầu nó mới mang tiền lên thì cái chỗ đó không còn thì mới chạy về phường là đóng tiền tại phường. Tôi trả xe đó đóng tiền tại phường. Chú sai với con là lúc mà chú bắt xe trả xe đó lại nói là xe ngày đó hả? Trả xe ngay ở phường đó. Trả xe ngay trả xe chú phường. Trả xe ở phường. Chạy xe con về phường. Trả xe ở phường. Tôi đã nói là trả xe về phường mang xe về phường. Nhưng mà lúc mà trả cầm lấy chìa khóa xe con đi cũng kêu ủa sao lấy xe con bé mới có bà lớn nghe nè thấy không? Thâm giữ hù. Xe trong vòng 7 ngày mang lên đóng tiền phạt xong rồi mới lấy được xe về con kêu ủa sao tự nhiên giữ xe con. Đúng rồi, công an phường đóng tiền phạt. Đi rồi, chú mới giữ xe mấy tiếng đồng hồ tính tiền 7 ngày, cái này là cướp trắng trợn ha. Còn nè, còn cái quy định á không bằng lái 150, không đăng ký 150, không bảo hiểm 150. Bây giờ em nói đi, em không đem không thành vấn đề, không quan trọng. Chứ bây giờ tự nhiên chú nói đem giấy phép lái xe mà vẫn phạt có giấy phép lái xe. Tiền rồi bây giờ nên nói kiểu nào cũng được. Nhưng mà tôi nói anh nghe nè, tôi không chống đối. Thôi. Không, cái thằng này hồi nãy nó còn đuổi chú đi nữa nè. À, thằng này nó còn đuổi chú đi, nó hỏi chú có quyền gì mà tao không biết nó có quyền gì mà nó đuổi tao. Tôi chấp nhận đóng phạt điểm đó. Nhưng mà cái bằng lái xe nó xóa thì anh đừng ghi cho biên bản, anh hiểu chưa? Mà bây giờ chú sai rồi. Biết chú sai rồi. Bảo là chú chịu xe anh nói là chú đi. Cái vợ đó, con là vợ đó con. Anh có hiểu chưa? Lúc nè, mày nói gì bây giờ nè? Chú đúng phải là mở máy lên quay đi, mấy đứa mở máy lên quay đi rồi chia sẻ, bà con chia sẻ giùm nha bà con. Cho người ta biết ở tỉnh Bình Phước lúc này hot lắm. À, cái xe tôi á, thì đậu công an thị xã Bình Long, ông Trần Thanh Hòa. Ông cho lính lên niêm phong xe. À, qua tòa án xử thì tòa án bảo là đúng quy trình. Thằng này nói chứng minh ra coi. Bây giờ tôi nói với chị. Ủa, sao lại xảy ra thằng này? Chị cầm cái biên bản đó, chị không có hài lòng về cái chuyện. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Anh khỏi nói. Anh khỏi nói. Cắt vô đi con, không có cần ba cái này nữa đâu. Mày bỏ thằng lái ra. Bây giờ khỏi cần. Bây giờ bỏ ra làm gì? Bây giờ nè, con tôi có bằng lái anh. Mình cứ sai là đóng phạt. Ba cái lỗi này á mà phạt có mỗi một lỗi 150.000 là mới có 450 thôi. Tôi anh đừng nói bốn lỗi nha, đừng nói là tính tôi nóng tính lắm. Tôi nói nghe nè. 100 lỗi rồi chứ không có gì phải nóng. Tôi có ba cái này. Không có gì phải nóng. Tôi sai mấy cái này thì phạt cái này tôi chấp nhận, tôi không chống đối, nhưng mà cái này là có là anh đừng cứ phạt cái này, anh đừng cứ cướp không cái này. Con đồng ý. Đây à, giờ trình tự lại con nói cho chú nghe nè. Bé. Bây giờ em tức mình bây giờ. Bé ơi. Bé. Con phạt 650 đúng không? Chú trả lời con 650. Không. Sao chú? Trả 650 thì làm cái giấy ủy quyền cho tôi. 650. Không. Làm cái giấy ủy quyền. Làm giấy ủy quyền. Nhưng mà anh không lấy tiền anh đâu. 65 triệu em đóng cũng vẫn được.
được chứ không phải là tôi nói vấn đề không có tiền, nhưng mà tôi trả lại chị làm giấy ủy quyền cho tôi. Không, em cảm ơn anh lắm, em cảm ơn anh. Anh thấy bức xúc mà anh đưa vô mà anh cảm ơn anh lắm. Bây giờ chị về, chị cứ về chị làm giấy ủy quyền cho anh này, anh đi anh cái vậy đó, anh khỏi bài, anh khỏi dạy người ta. Vậy là xong. Ba cái này anh phải tôi chấp nhận. Ừ, anh khỏi dạy khỏi bài. Nó có bây giờ anh không phải phải làm giấy tờ người ta không có thì anh phạt tôi rồng mỹ. Giấy tờ người ta không. Tôi nói anh à, bây giờ cái gì tôi cần biết, bây giờ tôi sai. Thì tôi sai hành chính tôi đóng phạt nhà nước. Anh chấp nhận đóng mà. Nhưng mà anh á, anh là lấy cái thẩm quyền gì anh phạt người ta. Nhưng mà đóng bây giờ này tôi nói với anh này. Anh về anh chị ủy quyền cho anh này. Bây giờ là anh là cảnh sát hình sự mà anh cũng nên là làm loa lên theo đâu công an phường hả? Tôi là công an phường chứ không phải là cảnh sát hình sự. Công an phường nhưng mà về cái gì chuyên đại của anh đâu? Chào mọi người. Anh nên ở đây vô tình đi ngang đây thấy có chuyện vui quá ghé vô chút xíu. Anh có cái giấy viên đời rồi đấy. Anh đi bắt xe dân không? Người ta nói người ta không có cần thông tư 67 luôn. Người ta có quyền. Anh muốn phạt hay sao? Đó, công an phường đó chưa? Đây nè, tôi nói cho bà con người dân Việt Nam mình biết nha. À, quyền thì chứ cảnh sát giao thông mới được phép dừng xe. Nhưng mà bây giờ ra đường á, thanh tra cũng dừng nè, bây giờ đến hình sự cũng dừng nè, cơ động cũng dừng nè, trật tự cũng dừng nè. Rồi đây bây giờ đến công an phường cũng dừng. Mai này rồi đến dân quân tự vệ rồi cũng dừng xe nữa. Bà con không lên tiếng là mai mốt là gia đình mọi người sẽ dưới vào trường hợp này. Rồi mọi người cứ chia sẻ nha, chia sẻ đi, chia sẻ động lên. Đây là nhận xe rồi phải không? Thì bây giờ anh em đi hướng nào rồi? Hiểu cái gì anh? Mình để ai có lỗi bắt đầu làm. Mà nói vấn đề hiểu là hiểu cái gì? Hiểu nhau là có nghĩa là hiểu nhau cái gì? Không, tôi không biết ông này, mà tôi muốn biết anh, tôi không hiểu. Tôi không có hiểu gì hết. Mình chỉ làm sao giải quyết cho nó. Tôi Trần Thanh Hòa đi rồi, hôm nay là cái gì cái gì Đặng Hùng Chiến. Đặng Hùng Chiến lên trưởng công an thị xã Bình Long. Bây giờ tôi nói nghe nè, lấy tiền của công tôi ngày nào tính ngày đó. Ông Chiến ơi, ông mới lên trưởng công an, ông coi cái clip này ông giải quyết giùm nha ông Chiến. Chứ tôi không có muốn đụng chạm anh em đâu. Nhưng mà làm như thế này á thì sau này rồi được người này được người khác, mai mốt đến con tôi, cháu tôi. Thấy không? Thôi anh cũng mới lên ngồi ghế nó còn nóng lắm. Anh tôi tin chắc là anh cũng theo dõi Facebook tôi được. Tôi hy vọng là anh sẽ coi lại cái tư cách và giáo dục lính của anh. Tôi nói anh nghe. Chứ tôi không muốn làm khó làm dễ gì cái anh đâu. Nhưng mà điều cái anh này anh cố tình quá, tôi nói ảnh mà ảnh không chịu. Trong khi hôm nay là ngày Chủ nhật, mà con bé mới có 15-16 tuổi, mà ảnh cứ... Tiền thì ảnh lấy rồi, xe thì ảnh đưa rồi, nhưng mà không có giấy tờ. Xe đâu ra giấy tờ, không xuất trình giấy tờ, không có giấy tờ, vậy là không có giấy tờ, xe không xe gì đâu ấy. Đúng rồi, khi anh kiểm tra là không xuất trình thì anh ghi là không có. Thì anh lấy cái quyền gì mà anh bắt người ta xuất trình? Người ta có giấy nhưng mà anh không đủ thẩm quyền. Bao nhiêu hình sự bao nhiêu? Anh danh nghi nói ra coi. Nghe định 100. Rồi, là khi rồi. Ra đường là phải mang theo giấy phép lái xe và chứng nhận đăng ký xe. Nghị định 100 bây giờ tôi biết cái nghị định 100 để tôi nói chuyện với con. Bây giờ tôi cũng người dân không có học ha. Tôi nghe nói nghị định 100 là cho, đúng không? Cho phép là công an được phép là kiểm tra xe trên đường gì đó như anh mới nói đúng không? Đúng không? Bây giờ anh có thể là anh muốn là đại diện nhà này. Không, bây giờ tôi đang hỏi anh cái vấn đề, anh trả lời cho tôi đi. Tôi là người dân, tôi cầu thị, tôi lắng nghe anh nè. Anh nói cái nghị định 100 rồi. Là như thế nào? Bây giờ này chị về thì cứ ủy quyền và lên nước. Không, bây giờ tôi đang hỏi anh trả lời tôi đi. Sao anh, tôi cầu thị tôi nghe anh mà sao anh không nói? Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi. Chị để em hỏi cho anh trả lời em coi. Anh nói nghị định 100 đúng không? Anh nói cho tôi nghe coi nghị định 100 ở cái khoảng mấy điều mấy. Anh nói đi dẫn tôi nghe, để tôi học hỏi tôi biết. Lần sau tôi không vi phạm, để cho nó khỏi vất vả mấy anh. Bây giờ là xe là vi phạm về gương chiếu hậu. Nó nằm ở khoảng nào, điều nào, có nghị định 100. Tôi cho anh xem luôn này. Bây giờ tôi nay tôi cũng đã cho. Rồi. Không, luật nhiều người ta không nhớ hết. Luật là không có ai cấm cái chuyện này. Tôi nói này, là điều... Em không có biết luật này, mấy ảnh đi mấy anh làm có sổ luật nè. Phạt từ 100 đến 200 ngàn đồng. Rồi, đối với trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe cái này cũng phải có nghị định 100 không anh? 100 của chính phủ. 2019, rồi. Luật từ... Rồi. 2019, rồi. Thay thế cho nghị định 100. Đúng, chính xác.
Đúng rồi. Tôi nói với anh này. Anh biết luật mà. Từng lỗi một. Rồi, tức là xe đó là vi phạm vô ở cái mục 4 ở điều 21. Ha. Ở khoảng 2. Rồi. Và cái lỗi này 100 đến 200 ngàn. Vậy là anh nãy nói là anh phạt bao nhiêu? Rồi, là đúng. Rồi. Là mới có một lỗi à anh? Anh, cái này là anh mới có một lỗi à. Vậy phạt có 150 ngàn sao anh lấy ta tới 600 ngàn? Hả? Tôi nói với anh này. Hôm nay chủ nhật tôi nói anh nghe. Phạt ở đâu? Giải quyết ở đâu? Không gương chiếu hậu là điều 17. Anh không biết trên cái mạng sao. Rồi, mà tôi hỏi anh à. Tại sao anh chưa ra quyết định mà anh lại lấy tiền? Bây giờ muốn lên bùng binh, bây giờ chờ lên bùng binh giải quyết liền. Không đưa về phường rồi khi thì bây giờ lại khi mà tôi lập xe con anh ở ngoài đường Trần Đạo ở ngay chỗ cái góc cảnh màu Quốc Việt á. Cảnh màu Quốc Việt bên tay phải này đây lên là có nghĩa là gần tới bùng binh bên tay phải. Lập biên bản xong thì con anh có ký xác nhận vào với lỗi là không có gương chiếu hậu. Kêu cho nó về nhà lấy xe mà không cho. Bắt buộc phải lập biên bản. Tức là xe không giấy xe là cái lỗi nó khác. Còn có giấy xe quên mang đi là nó khác. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ anh không xuất trình được thì anh là không có giấy xe, lấy xe. Nhưng mà lỗi nào anh cũng bị phạt. Nhưng mà cái hình thức phạt nó là khác. Khi chúng tôi kiểm tra đồng ý mà nhiều khi quên. Thì tôi nói anh phạt không sai. Quên thì bởi vậy anh mới bị phạt mà. Đúng rồi. Tôi nói anh phạt không sai. Tôi nói anh phạt không sai nhưng mà anh phải là cảnh sát giao thông. Nhưng mà kiến là 150 không có mang theo mấy cái này. Tôi nói anh ơi. Mang mấy cái này người thân về chứ. Không có gọi được đâu. Bộ thị xã Bình Long lúc này công an giao thông bận lắm ha, là không có công an giao thông mà công an phường đi ra bắt xe phạt anh. Thẩm quyền ra tới quốc lộ 13 luôn. Công an phường ra quốc lộ bác. Tôi có ra quốc lộ đâu. Ủa cái đường Trần Hưng Đạo bùng binh à, không quốc lộ 13 là cái gì? Chỗ Quốc Việt không là quốc lộ 13 là cái gì? Đường gì? Ngay đâu quốc lộ 13 chứ còn ngay quân ngay quốc lộ 13 chứ nói gì? Hả? Tôi bắt xe của con anh chị là ngay quốc lộ 13 chứ. Nhưng mà tôi hỏi anh nè. Ngay đường Đạo là cho biết phòng nữa nè. Ai ký cái lệnh cho anh đi bắt? Anh có lệnh không? Mẹ xuống đường quốc lộ 13 chưa? À. Tôi không cần chuyên đề, tôi cho cái lệnh cho đi thôi, chứ không cần cái chuyên đề. Không, anh có cái lệnh. Chuyên đề là cấp phó huyện. Bữa nay ngày chủ nhật nữa. Bây giờ chuyên đề là cấp phó huyện. Cái này tôi không cần, tôi chỉ cần cái lệnh cho anh đi thôi. Chứ tôi không cần cái chuyên đề. Tức là trong phường anh á, chủ tịch cho anh đi chưa? Hai trưởng công an phường cho anh đi chưa? Hả? Ngày bắt ngày hôm qua hả bé? Dạ mới giờ sáng 9 giờ. Ôi là ngày hôm nay là chủ nhật nữa. Mới tức thì. Trời hôm nay là chủ nhật nữa, tôi đứng đâu hôm qua. Em tức quá, đây em nói giờ nó có mang bằng lái mà vẫn thành bằng lái, em tức quá, em mới chạy vô trong phường. Em nó về chỗ em nè, nó mẹ ơi phạt 650. Thì đưa tiền cho nó đi phạt đó, mình mới về mình coi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á bà là bây giờ nếu anh làm đúng quy trình đúng luật, phải không? Tôi cho là anh được phạt đi. Ha. À, nhưng mà anh phải ra quyết định, người ta đi kho bạc đóng tiền. Còn không là đóng tiền tại chỗ thì người ta cũng có những cái biên lai tiền. Mệnh giá mệnh giá 100 ngàn hoặc mệnh giá 50 ngàn à, nhưng mà cái này anh không có một cái giấy gì hết mà sao anh lấy tiền người ta mà anh không ra quyết định. Bây giờ anh chị không có hài lòng về đó thì anh chị về biết bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh lấy tiền của người ta rồi anh kêu bây giờ anh cướp tiền mẹ về trả thì anh kêu không hài lòng là hài lòng sao? Anh lấy tiền người ta, anh không ra quyết định mà anh kêu ta hài lòng gì? Bây giờ người ta không hài lòng, bây giờ tôi đã nói với anh nhiều lần rồi. Con tôi sai điểm nào anh phạt điểm đó. Còn nó có bằng lên thường bây giờ ai giải quyết? Không có bằng lái. Con chị hiểu chưa? Con chị ký vào đây rồi. Ừ. Ai vậy mới đưa ra anh gạt ra anh kêu cứ ghi đi về phòng. Tôi đâu có phải là anh cứ ghi thì anh cướp tiền người ta không? Ngoài đường không có bao giờ. Tôi nói vậy nè. Anh ghi thì anh cướp tiền người ta không? Đâu bao giờ tôi nói cạnh của nó. Hả? Tôi hỏi hả? Con chị xuất trình giấy tờ, con chị không xuất trình giấy tờ, tôi mới đi. Nha. Công an đi ẹt biển số trắng nha. Đây. Công an phường dẫn công an xã hai đứa mình hôm nay chủ nhật đi vòng vòng uống cà phê về kiếm thêm một tí không? Có hình hên có tiền cho mua quà mua bánh cho con ha. Không có đưa một tờ giấy nào nó lấy lỗi mà nó không cho mình phạt cái gì nữa không biết bằng cái biên lai lấy tiền biết công an phường với công an xã hôm nay ngày chủ nhật 9 giờ sáng đi ra bắt xe Honda. Giữ xe có mấy tiếng đồng hồ mà tính là giữ 7 ngày. À, bởi vậy. Là mua mới rẻ có 10 ngàn, mà phạt 650 ngàn mà chấp nhận cái nào không có tôi chấp nhận phạt, con tôi vi phạm tôi chấp nhận. Ôi, tôi phạt. Mà chị... con tôi coi đừng phạt đi. Chị không hài lòng á, chị về. Không hài lòng bây giờ lấy tiền trả tiền cho tôi. Tôi không có trả được bởi vì. Ơi chị đừng lấy tiền, tiền đó không có mất đâu, chị đừng lấy, chị đừng có lấy. Không có mất tiền. Chị tiền nó không có mất. Tôi hứa chị tiền nó không có mất đâu. Quá đáng
bây giờ thì không có mất đâu. Bây giờ tôi đã giải thích xong hết mọi vấn đề rồi. Bây giờ chị đi về đi. Khi nào mà chị cảm thấy không hài lòng chị cứ. Bây giờ lên phạt tại chỗ. Không. Bây giờ nè. Hồi nãy anh kêu lên phường đúng không? Đợi lên phường có giờ này có ai trên phường giải quyết. Ngày mai anh mời tôi bây giờ anh kêu mời tôi ở đây tới ngày mai hả? Bây giờ anh lên trên phường đi. Tôi sẽ báo với chủ tịch ủy ban, có chủ tịch ủy ban tiếp anh giải quyết cho. Ôi trời, anh ngon vậy. Hôm nay chủ nhật mà anh báo chủ tịch công an, báo chủ tịch xuống giải quyết vụ này. Những việc đột xuất. Tôi báo chỉ huy liền. Trời ơi, anh này mạnh quá, có số mạnh quá. Anh chủ nhật mà kêu chủ tịch lên. Thôi vậy thì anh cứ kêu chủ tịch lên đi rồi tôi lên. Anh cứ lên kêu chủ tịch đi rồi tôi lên. Mà nó bắt phạt không có biên lai, không có. Anh cứ kêu chủ tịch đi rồi tôi lên. Không lấy 650, không đúng cả một tờ giấy nào hết. Đó, công an phường này mạnh không? Chủ nhật đều chủ tịch phường lên luôn. Không có một tài giải pháp, không có tài để lấy tiền. Đó, em lên cái đó mới bị bắt sáng heo. Đó. Cũng hai tên này bắt nữa. Xe không có kiến hậu. Nên thấy không? Đó, đây nữa một nạn nhân mới bị bắt xe sáng đây. Đó, anh này sáng giờ anh làm ăn cũng được, ghê ha. Không biết còn những người nào chưa bị nữa. Ủa, cái gì mà tới hai biên bản như ta? Biên bản tạm giữ xe với biên bản ấy. Biên bản tạm giữ này. Tạm giữ xe ngày nào thu 7 ngày tiền giữ xe. Biên bản vi phạm hành chính. Thu 7 ngày tiền giữ xe. Có giữ xe ngày nào không mà lấy tiền. Ồ, cái tiền là sao? Thằng em nãy đâu rồi, cái biên bản nãy đâu rồi, đi chú coi cái số biên bản coi tới xe này là bao nhiêu chiếc rồi. À đây nè, đây nè. Đây có rồi thôi. Cái này là biên bản này, là cái này là tờ giấy gói xôi nha bà con. Không có mọc mạc gì hết nha bà con. Đây tờ giấy gói xôi chắc ảnh gói bánh mì. Ảnh lên cho bánh mì Quốc Việt chắc là ảnh lộp được tờ giấy này nè. Không có mọc miếc gì hết nè. Đó, thấy chưa? Đó. Y chang mà. Đều ở xe mô tô không có giấy. Con em sai lỗi nào phạt lỗi đó. Sẵn đây đó. Ông làm luôn. Còn những đó nào không có đừng có lấy thêm tiền. Hỏi coi sáng này có ai bị bắt không? Tôi làm một lượt luôn. Nó có mấy trăm ngàn. Không còn nữa, kiểu này là còn nhiều nữa. Trời ơi, bởi vậy. Bởi vậy không? Thấy bây giờ thấy không? Xã hội nó giả công an ghê không? Dễ sống quá. Không giữ xe dễ sống ghê luôn. Anh coi, bắt liền kêu gọi đóng phạt liền, nó đâu có tiền, nó đi nó mua rau 1.000 bạc. Thật 650 ngàn đành đành. Nè nè, cũng ông Nguyễn Văn Dũng nè, có bậc đại quý nè. Công an phường Phú Thịnh nè. Chỉ có một mình ổng không à, ổng đi làm chỉ có một mình ổng à. Cái này là ông Trần Nhân Hùng vi phạm nha mọi người. Đó, cái này là có ảnh lượm được tờ giấy có bánh mì, ảnh đem vô đây, anh cũng ký tên ảnh vô luôn nè. Không có cái mọc hết nè. Anh bắt gần xe bánh mì mà. Nên anh lập được tờ giấy cuối này anh tiện anh làm luôn thôi. À còn ở đây nè, Hà My nè, ha không? Cũng ông Nguyễn Văn Dũng luôn nha, cũng đại úy công cán bộ nè. À. Bên này phải không? Cái này bạc ở đâu ông Hùng? Ông bị chỗ nào ạ? Ông bị chỗ nào ạ? Nhưng ở từ chiều chiều. Cách đó là chưa tới 300m nha mọi người. À mấy anh di chuyển chưa tới 300m mấy anh lụm được hai người. Để cái này đi. Thì cứ điện thì em càng phái những người có quyền đến đây làm việc. Chứ nói mấy anh này anh có biết cái gì là luật lệ đâu mà nói với mấy anh trong mặt. Có biết luật là cái gì đâu. Rồi ông có đóng phạt chưa? Chưa. Có đợi đóng liền không? Là hẹn lên đóng á hả? Hẹn tí lên mà không biết chuyện gì. À. Ồ. Cán bộ Dũng này làm việc tích cực thiệt chứ. Bắt xe xong rồi cứ hẹn tí lên giải quyết liền. Mà ngay cái ngày chủ nhật nữa, cán bộ Dũng này trách nhiệm quá. Cái này là chắc cuối năm là anh thăng chức vượt bậc luôn. Làm việc tích cực quá mà. Không, chủ nhật mà không đi làm. Không có đóng riêng cho ai mà làm là chỉ một mình đi thôi. Dẫn theo anh công an xã theo. Rồi bây giờ ảnh còn nói cần thì ảnh điều chủ tịch phường xuống để mình làm việc. Ồ, anh này tính ra anh này anh số lớn quá. Không được công an xã đâu. Ở bằng lái ra luôn đi, dùm ra đây. Anh này số nè, anh này lớn quá đi. Người ta chửi quá. Không giữ xe ngày nào, mà lấy tiền người ta. Và có bộ đồ đó, trong có bộ đồ đó dân nãy rồi đánh làm việc luôn. Lấy tiền luôn, lấy xe 50 ngàn, mà không có một tờ giấy luôn, anh nghĩ coi. Chưa giữ ngày nào mà tính tiền 7 ngàn. Hồi nãy tôi hỏi phạt cái lỗi gì 650. Kể ra 4 lỗi 150, 4 lỗi 600, còn cái lỗi cuối cùng biết lỗi gì. Giữ xe rồi tôi mới hỏi vậy một ngày anh bao nhiêu, anh nói tôi không có quyền hỏi. Cái sao hồi thông minh đột xuất ra tính ra được 7 lần 7 49, vậy là vẫn còn 1.000, vẫn còn ăn giật của dân 1.000. Thì bao giờ mình sai mình chấp nhận. Tôi nói mình vi phạm hành chính, mình đóng phạt cho nhà nước.
cũng như là mình ủng hộ ngân sách nhà nước. Dạ em chấp nhận. Đúng. Anh, em chấp nhận đóng phạt. Em chấp nhận con em hoài con chạy xe ra đường. Nếu chú thổi con mình sai, chú tiên minh phạt. Mình vi phạm hành chính. Dạ em chấp nhận mà. Người ta mỗi lần mình đóng phạt là mình phải lắng nghe người ta giải thích cho mình hiểu. Đúng rồi. Để sau này mình không còn vi phạm hoặc là mình hướng dẫn cho những người khác không vi phạm. Dạ. À, tại vì cảnh sát á, người ta lực lượng rất mỏng. Dạ. Cho nên người ta đi làm mà là không phải làm cho cá nhân mình. Ê, em chấp nhận mà đâu phải làm cá nhân anh đâu em. Đúng. Đúng. Em mới nói là coi em sai lỗi nào anh cứ phạt lỗi đó đi. Còn đấy, đó, anh đừng phạt. Còn bây giờ nó có giấy phép lái xe anh ghi vô đó làm chi? Rồi bây giờ anh chưa giữ xe ngày.